Dạ, và bây giờ chương trình ca nhạc của Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn xin được phép bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn mà con bác ơi. Dạ, em xin kính chào bà con cô bác. Em là Hữu Phước. Dạ, em là Ngọc Bích. Dạ, em là Lenny. Dạ, em là Nguyễn Thắng. Chúng em đến từ Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, xin kính chúc bà con cô bác năm mới thật nhiều sức khỏe. Xin của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2. Dạ, rồi cảm ơn chị Ni nha. Cảm ơn Thắng, cảm ơn Bích và cảm ơn Phước. Trời ơi, Khương Dừa hồi hộp quá. Chưa bao giờ mà Khương Dừa đứng trước mà đông quý bà con bác như thế này nữa. Mà Khương Dừa cô không nghĩ là ngày khai trương của Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn mà được sự ủng hộ của đông đảo quý bà con bác như thế này. Hôm nay thì như Khương Dừa chia sẻ lúc nãy thì Khương Dừa đã chuẩn bị khoảng một tuần nay. Hồi tối hôm qua thì cũng ở tới khoảng 10 giờ tối để sắp xếp mọi việc cho nó tốt nhất. Nhưng mà đến giờ này thì Khương Dừa thấy là mọi thứ nó bị vỡ trận, giống như nhiều quý ông bà cô chú anh chị có bình luận trên kênh của Khương Dừa. Thì có gì bà con cô bác cũng sơ suất á, bỏ qua giúp Khương Dừa ha. Và cũng hy vọng là những cái đêm nhạc sắp tới và Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn cũng sẽ được sự ủng hộ của quý bà con cô bác. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Chúc bà con bác thật nhiều sức khỏe ạ. Rung quá, hồi hộp quá. Cái Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn á, thì Khương Dừa chia sẻ quý bà con một xíu là Khương Dừa đã có cái ý này và cũng mơ ước từ hồi mùa 1. Từ cái lúc mà Khương Dừa đến thăm các bạn thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn, các bạn khiếm thị á, các bạn hát rất là hay. Nhưng mà các bạn phải đi ở ngoài đường, các bạn mưu sinh, một ngày kiếm được 100-200 ngàn á. Mà các bạn hát hay mà các bạn đàn cũng giỏi nữa, chơi nhạc cụ rất là giỏi luôn. Khương Dừa muốn mở một cái quán nhỏ nhỏ để có cái nơi để cho các bạn biểu diễn và cũng như quý bà con cô bác tới để thưởng thức âm nhạc. Nhưng mà lúc đó Khương Dừa chắc chưa có duyên hoặc cũng chưa có điều kiện. Rồi đến Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 được quý bà con bác yêu mến. Rồi đến khi Khương Dừa tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Bình Chánh thì được ban giám đốc ủng hộ, cho nên là Khương Dừa mới xúc tiến. Khương Dừa mở cái quán Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Thì tính đến nay thì tính từ ngày khởi công chắc cũng khoảng hơn một tháng rồi. Thì đến nay nó cũng hình thành được một quán nhỏ nhỏ, cũng tạo được cái một xíu ấn tượng đối với bà con cô bác. Dạ, thì nhân dịp này Khương Dừa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý bà con cô bác đã yêu thương Khương Dừa, yêu thương mấy đứa em, yêu thương gia đình. Nói chung cảm ơn rất là nhiều. Khương Dừa nghĩ nếu mà không có bà con cô bác thì sẽ không có Khương Dừa như ngày hôm nay. Cuộc sống của Khương Dừa, kinh tế của Khương Dừa, tất cả sự yêu thương, tất cả những gì Khương Dừa có đến bây giờ là đều là do bà con cô bác yêu thương Khương Dừa mang lại cho Khương Dừa. Khương Dừa cảm ơn rất là nhiều. Và Khương Dừa cũng đang cố gắng từng ngày, Khương Dừa đem lại những cái giá trị, cái sự yêu thương của quý bà con bác để Khương Dừa chia sẻ cho những người khó khăn hơn mình, kém may mắn hơn mình. Dạ. Và lần thứ hai thì Khương Dừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện hết mình cho Khương Dừa. Cụ thể là ban giám đốc của Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bình Chánh đã tạo cái điều kiện để Khương Dừa xây dựng nên một cái hội quán như này để Khương Dừa vận hành. Khương Dừa mở một cái hội quán, một cái sân khấu để quý bà bác tới giao lưu. Thứ ba thì Khương Dừa cũng xin cảm ơn đến những đối tác, đó là những đứa em đã tài trợ cho chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, đó là anh Nha Khoa, Kim Khiết Diamond, máy lọc nước Enterbuy tài trợ cho chương trình để Khương Dừa có kinh phí, Khương Dừa làm chương trình, rồi chương trình được bà bác yêu mến thì mới có Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn.
Khương Dược cảm ơn đến bạn Tuấn Anh, đơn vị thi công của hội quán Chòi Lá Tranh Miền Tây. Để làm cái hội quán này thì bạn dành hết cái số lời của bạn trong năm nay để bạn làm cho Khương Dừa. Rất là cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn trong đêm nhạc hôm nay thì cảm ơn Tấn Quân Audio đã hỗ trợ cho anh Khương Dừa nhiều nha. Cảm ơn gia đình, gia đình đứng phía sau để hỗ trợ cho Khương Dừa. Nói chung nếu mà có cái thiếu sót gì thì bạn bắt cũng thông cảm giúp Khương Dừa ha. Hồi chiều giờ thì Khương Dừa ở đây, Khương Dừa chạy chương trình. Nếu mà vào mắt tới sớm thì thấy Khương Dừa ở trên sân khấu rồi. Khương Dừa mới về về ăn xíu, Khương Dừa tắm rửa cũng chưa kịp cơm nước vậy cho mới uống được một bịch sữa rồi Khương Dừa qua Khương Dừa chạy. Nhưng mà thật sự bây giờ thì trong người mình cảm giác nó rất là nóng, nó phấn khích, rất là vui. Mình không có đói nữa, mình có rất là nhiều năng lượng. Chắc là năng lượng của bà băng cô bác dành cho Khương Dừa. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ bà cô bác thử nhìn phía sau kìa. Bây giờ mình không có chỗ ngồi, bà con bác phải đứng. Khương Dừa nghĩ, hồi sáng Khương Dừa nói là có khoảng 1.000 bà con bác tới đây, nhưng mà giờ Khương Dừa nghĩ chắc hơn á. Sáng Khương Dừa nói vui thôi, nhưng mà không nghĩ là giờ ở trong hội quán ở sau biệt trường chắc có khoảng 1.000 bà con bác, rồi ở đứng ở ngoài nữa. Nói chung là rất là thiếu sót, nên bà con bác thông cảm ha. Và đêm nay thì là một cái đêm nhạc mở màn, Khương Dừa cũng mới dàn dựng đây thôi, chưa có chuẩn bị kỹ, cho nên sẽ có rất nhiều thiếu sót. Mong bà con bác cũng thông cảm luôn. Và ngày 5 tây tháng 1 2024 thì Khương Dừa sẽ làm một đêm nhạc lớn hơn nữa, với sự xuất hiện của ban giám khảo và những anh chị nghệ sĩ đã làm việc với Khương Dừa, ví dụ như là danh ca Châu Thanh, danh Hài Minh Nhí, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, rồi danh ca Chí Tâm, nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền, danh hài Phú Quý, rồi Hồ Bích Trâm, rồi Châu Ngọc Tiên, chị Thanh Ngọc, nghệ sĩ Thanh Ngọc, dạ, rồi anh Colorman, rồi anh ca nhạc sĩ Trường Sơn, với lại bà xã của anh là ca sĩ Kim Thư, dạ, và các thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn, dạ. Hôm nay là thứ năm, cho nên là Khương Dừa nghĩ là chắc mai bà con bác còn đi làm, cho nên chương trình mình diễn ra sớm và sẽ kết thúc sớm để bà con bác về. Để nghỉ ngơi để mai làm. Hồi chiều trời mưa quá chừng luôn, Khương Dừa cũng hơi lo. Dạ, nhưng mà thấy Khương Dừa live stream lên có nhiều bà ông bác nói là ngày khai trương á mà có mưa là may mắn lắm. Mà đúng, thật sự là may mắn khi mà giờ đây tại hội quán ở Sơn Miệt Vườn bà ông bác đã đến rất là đông. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay, trong chương trình hôm nay thì bà con bác đã quen với sự dẫn dắt của Khương Dừa trong Ngôi Sao Miệt Vườn, nhưng mà hôm nay trong chương trình của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn, Khương Dừa có nhờ hai MC rất là chuyên nghiệp, rất là nổi tiếng luôn, mà bà con cô bác cũng rất là yêu mến, rất là thích, để thay thế Khương Dừa dẫn dắt chương trình, để Khương Dừa ở phía sau Khương Dừa sắp xếp dàn dựng các tiết mục để bà con bác xem ha. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tất cả quý bà con bác, cảm ơn rất rất nhiều, mang ơn bà con cô bác rất nhiều á. Và bây giờ nhờ Khương Dừa xin giới thiệu sự xuất hiện của MC Nguyễn Ngọc Ngạn và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên Giang. Xin mời hai bạn. Dạ, hai bạn này là cũng từng dẫn giúp Khương Dừa trong một tập của chương trình, đó là tập 3. Dạ, chào anh, dạ, chào chị. Chào chú. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên Giang xin kính chào quý vị. Dạ rồi, bây giờ con nhường sân khấu cho chú nha. Em nhường sân khấu cho chị ha. Dạ. Cảm ơn cháu. Dạ, này bây giờ bà con bác tới rất là đông rồi nha. Ủng hộ em dữ thần lắm đó. Mà anh chị dẫn sao mà bà con bác phải tới đông hơn nữa nha. Còn bà con bác có về là bữa sau là em dẫn luôn đó nha. À, áp lực lắm đó. Dạ, con cũng vừa xin cảm ơn bà con bác. Và xíu nữa gặp lại ha, hẹn gặp lại. Vâng, và kính thưa quý vị, ngày hôm nay một lần nữa anh em chúng tôi được đứng trên sân khấu của Ngôi Sao Miệt Vườn. Trong cái dịp rất là đặc biệt ngày hôm nay, ngày khai trương của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn, mặc dù anh em chúng tôi đang rất bận những cái show rất là lớn ở Toronto, Canada và Las Vegas, Hoa Kỳ, nhưng khi nhận được cuộc gọi của Khương Dừa về làm chương trình này thì anh em chúng tôi đã gác hết công việc về đây để đồng hành cùng với chương trình. Cô biết không, cách đây khoảng hơn một tháng thì cháu Khương Dừa có gọi điện cho tôi là: chú ơi, cháu mời chú về Việt Nam
chú hỗ trợ cho cháu cái phần dẫn dắt chương trình của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Thưa quý vị, lúc bấy giờ tôi thấy cái sân khấu của Khương Dừa nhỏ lắm, tôi không muốn làm. Nhưng mà không ngờ chỉ hơn một tháng, với sự yêu thương và sự hỗ trợ của toàn thể bà con cô bác đã yêu thương Khương Dừa và đã thực hiện được một cái sân khấu mà hôm nay anh em chúng tôi đứng ở trên sân khấu, một cái sân khấu được gọi là mang đến tầm cỡ quốc tế. Xin cảm ơn quý bà con. Em cũng không nghĩ là ngày hôm nay sân khấu của chúng ta rất là hoành tráng, cũng như là khung cảnh ở nơi đây rất là thơ mộng và đẹp, đúng chất miệt vườn, đúng không quý vị? Em nghĩ là em cũng thật là bất ngờ. Ngày hôm nay mọi người đến đây rất là đông. Em nghĩ là bây giờ cũng gần Tết rồi nên mọi người về đây rất là đông, đúng không anh? Tôi nghĩ là nó còn lâu, còn hơn một tháng nữa mà cô. Hôm nay là cũng ngày 28 tháng 12 rồi, chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Tây. Quay qua quay lại thì một tháng mấy là cũng đến Tết ta mình rồi anh. Cô nhắc tôi mới nhớ là, thưa quý vị, là cứ mỗi lần nhắc đến Tết thì tôi lại nghĩ về đến quê hương yêu dấu của tôi cũng như là quý vị. Cô ơi, nhân dịp xuân về thì cái điều gì đối với cô là cô mong mỏi nhất? Thường thì Tết đến mọi người ai cũng muốn quay trở về với quê hương, về với gia đình để sum họp gia đình là điều hạnh phúc nhất. Thì cái điều mà em mong muốn nhất là được quay trở về nhà sum vầy với gia đình. Cái điều đó thì tất nhiên ngay cả tôi và tất cả mọi người trên thế giới này đều mong muốn điều đó. Có đúng không quý vị? Cảm ơn quý vị. Nhưng mà tôi nói cho cô biết là có nhiều cái mảnh đời bất hạnh. Như tôi có một cái người bạn rất là thân. Tôi quen anh ấy 10 năm, quê anh ở Nghệ An. Anh đi vào Sài Gòn, anh sinh sống. Anh ấy mua bán kẹo, tất cả các loại kẹo mà anh ấy đi mua bán từ miền Nam ra miền Bắc rồi đi vào miền Trung. Nhưng đến ngày hôm nay anh vẫn chưa đủ tiền để về quê ăn Tết đó cô. Thế em thấy anh ấy cũng làm công việc rất là lớn, bán khắp các tỉnh thành, lại tại sao lại không đủ tiền về quê ăn Tết hả anh? Thú thật với cô là anh ấy bán hàng rong. Công về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội bài già, mà mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu rất là. Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay từng yêu hoa cũng, bàn tay yêu hắt giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng rớt lưa thưa, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đồng đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Quay rồi lên stage luôn bà con cô bác ơi, rồi ủng hộ giùm em mấy cái single từ đá trên đường, trà đường trên đá anh em chưa chứng cúng hộp dịch lòng bánh bao. Chị gái ơi, chị gái mua không? Chị gái ơi mua giùm cái single không? Mua hả? Ok không mua thôi. Chị gái dưới mua không? Chị gái ơi, trời ơi khán giả tặng bông quá trời. Chị gái ơi, mấy chị gái bên này cầm điện thoại làm gì, mua giùm em một cái single đi mấy chị ơi. Trời ơi đừng quay nữa chị ơi, quay mà không mua gì hết trơn, ủng hộ người ta.
Ủa Thắng, nói nghe nào bán được không? Ồ, ê lắm ông ơi. Ê lắm hả? Sao ta thấy tặng bông quá trời vậy? Tính gom thì không mua một cây mà tặng bông quá trời quý vị ơi. Trời ơi, xanh xanh đỏ đỏ. Thì sao ê, đứng đây? À đứng ha bán ê quá, đứng ha coi có bà con thương thì mua dòng hậu thôi. Trời ơi, bán không được mà đứng đây hát hả? Ê, tao cũng hát như mày, tao hát bể cả cuốn họng mà không có ai tặng tao cái gì hết. Không, tại mày hát dở mày ơi. Tao hát dở mày, thấy người ta hát không, người ta bán xin cơm mà không bán được cây nào. Mà bông không là bông. Ê, tao nghĩ là mày đổi qua nghề đi hát đi. Thôi, bây giờ để tao phụ mày bán, rồi mày lấy tiền về quê ăn Tết nha. Ồ, sao tụi mày giúp tao nhiều vậy? À, đi đưa đây, bán mày. Dạ, vậy thôi, là bây giờ đứng đây hát đi nha, hát cho người ta tặng bông. Còn kẹo của mày đưa đây tao bán giùm cho. Trời, mấy cái tờ xanh xanh này ráng chia tao mấy tờ nghe mày. 20 ngàn một cái nha. Rồi bà con cô bác mua ủng hộ kẹo cho anh Thắng giùm em nha. Dạ 10 ngàn một cái thôi à. 10 ngàn một cái. Trời ơi tồi quá trời tồi, không ai mua hết. Trời ơi. Dạ bà con cô bác. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già. Mà mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả dành cho em. Sao anh cùng về mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay yêu hắt giọt lệ đầy. Em có nghe đợi vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng trơn lứa thưa. Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp, anh không biết xuân về lúc nào. Lời tình đồng đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân đồng đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Ngon rồi Thắng ơi, tao bán dưới đây một rổ tiền rồi mày. Ồ, bà con cô bác ủng hộ dữ lắm mày. Dạ em xin cảm ơn bà con cô bác nhiều ha. Đó, tôi nói với cô đây. Khi nãy tôi nói với cô đây là một người bạn của tôi mà tôi quen với ông ấy làm năm nay nữa là 10 năm. Hai một đôi bạn rất là thân đó quý vị. Mà lần này mới là gặp nhau lần đầu tiên. Vậy là thân dữ rồi đấy hả anh? Thế hôm nay em buôn bán có được không? Em có định trở về quê ăn Tết hay không? À, chắc là có lẽ năm nay kinh tế khó khăn rồi, em cũng không về được rồi. Em cũng không có về thôi. Tôi thôi thì tôi thấy ông hát nó quá hay. Cho nên là tôi có gợi ý như thế này. Ở bên Khương Dừa nó mới mở cái chương trình là hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Thì bây giờ ông ráng ở lại ông hát chương trình của Ngôi Sao Miệt Vườn đi. Bởi vì tôi nghe là Khương Dừa trả cát xê cao lắm. Thì tôi nghĩ ông không lâu đâu, 10 năm thì ông sẽ có tiền đi về quê thôi. Vâng, và xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một ca khúc nữa từ bạn Thắng. Xin mời bạn. Có được không quý vị? Một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị, để chào mừng tiếng hát của bạn Thắng để trở lại với chương trình tiếp một bài hát nữa. Vậy thì để đáp lại của tình cảm của quý bà con, ca khúc thứ hai em xin được gửi tới
qua một sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc, ca khúc được mang tên Chuyện Ngày Cuối Năm. Con mua ủng hộ cho mày quá trời luôn, lại còn cho thêm mày tiền nữa. Có gì mày cảm ơn bà con nha. Cảm ơn bà con nhiều nha. Tiếng này ngon rồi, tao bán hết cái đổ luôn mày. Bà ngoại không nhai xin cơm được chẳng nhai. Xuân ơi, xuân lại đến, xin đau thương ngủ yên, tình xuân cho ấm lương duyên. Năm xin vẫn mãi tìm tới cho một người vui trọn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại số đề, công danh lợi duyên một năm lỡ rồi. Chuyện đời là mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở hoa. Duyên đời là mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở hoa. Một lần nữa em xin cảm ơn bà con cô bác rất nhiều nha. Trời ơi hay quá mà tao xin lỗi mày nha. Nãy tao tưởng bán hết rồi còn rổ nè trời ơi. Rồi đứng giao lưu với bà ngoại ở dưới. Bà ngoại nãy là dễ thương lắm nghe. Không nhai xin cơm được, không còn cái găng nào mà vẫn mua hai cây xin cơm ủng hộ đó. Trời ơi. Dễ thương không? Quá dễ thương luôn ha. Rồi giờ cảm ơn bà con cô bác lần nữa đi. Đã. Thôi một lần nữa em không biết nói gì hơn. Em xin cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều. Cảm ơn bà con cô bác. Xin cảm ơn tiếng hát rất thật nồng nàn của bạn Thắng.
Và xin được cảm ơn tất cả tấm chân tình mà bà con đã dành tặng cho một chàng trai khiếm thị nhưng đầy tài năng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ôi, bà chị của em tới rồi đó anh. À, tôi thấy rồi. Con đi từ từ thôi, tôi già rồi, cô đi nhanh quá, tôi đi sau kịp cô. Dạ, kính chào bà con cô bác. Trong một năm mới rồi thì có chiếc tàu sẽ đi rất là nhiều hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta càng vui hơn, càng xa hơn nữa cùng với những bước chân quá mới. Vâng, Lenin xin trân trọng kính chào bà con cô bác với lời chúc tốt đẹp nhất ạ. Đi sớm Việt Nam theo anh con tàu quay, quả kẹo hay vẫn mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa quả kẹo quả suối ba lòng ta mơ qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường đất, tàu anh đi trong nghĩa thương chào đón. Tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh tới hãy yêu nhau. Mây cho em cùng lời là yêu nhau. Mây núi em cùng Việt Nam đi suốt bốn mùa vui, quả đèo hay vẫn mây bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới, là tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xinh như lời hát, biển quê hương ru em mà cạn. Cứ chúng ta cùng đi ra Bắc hay vào Nam là thương. Em bắt cầu cho tàu anh tới lại yêu nhau. Mây xuôi em cùng lời lại yêu nhau. Mây núi em cùng trên. Chị ơi, em vừa nhảy tàu lên á, thì chị có thể cho bọn em bán hàng rong ở đây được không ạ? Em lên bán hàng hả? Dạ. Được rồi, rất là nhiều bà con ủng hộ, các em nhớ vui vẻ nha. Dạ, dạ. Rồi tự nhiên đi kinh. Dạ, chào quý vị, lại là em đây, em chuyển từ cái bến xe qua đây, bến tàu bên này. Dạ, chào mừng các anh chị đang đến chuyển bán hàng của tụi em. Dạ, chào chị. Dạ, kính thưa quý bà con cô bác, trên đường chúng ta về quê có đau đớn nào hơn khi ngồi cạnh người diêm cánh. Và ngày hôm nay, công ty trách nhiệm Hoa Màu Hàm Hương của tụi em xin giới thiệu sản phẩm thuốc xịt cánh. Dạ, chị ơi, chị cho em hỏi là chị có hôi cánh không? Chị thơm mà. Ủa dạ, em xin lỗi, em hơi chu diêm. Dạ, kính thưa quý vị, em xin được giới thiệu. Dạ, có luôn hả? Dạ. Rồi, được tặng một cái bông rồi là lời rồi. Đây, 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 giới thiệu quý bà con cô bác. Đây là thằng em trai của em. Em xin giới thiệu quý bà con cô bác thấy tận mắt. Tao nói nó diêm cánh, từ nhỏ tới lớn diêm cánh kinh niên. Đó, bây giờ em sẽ thử sản phẩm cho quý bà con coi. Đây, đây, cái cánh của, bình cánh của nó đây. Đây, em thử đây. Nó nghe mày mới kẹp hai con mắm vô phải không? Rồi, không sao quý vị, đã có thuốc cánh hiệu Hàm Hương xịt vô. Đó. Đây em sẽ test lại cho quý vị coi đây. Ê. 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 Vâng. Nó nghe ngưng. Sao tao xịt rồi mà nó không hết? Tao bị lâu năm quá mày ạ. À. Trời ơi, rồi quảng cáo gì ai mà mua cho mình. Thôi, tao với mày nhảy tàu đi để cho chị hát. Tao mệt lắm rồi. Ủa? Chị ơi, thôi bảo vệ lên tới rồi, em chạy cho chị. Bữa sau chị ủng hộ em. Tạm biệt em. Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui, quả kẹo hay vẫn mây bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới, là tàu anh đi vượt qua núi cao. Cho tàu anh tới lại yêu nhau. Mấy núi em cùng lời lại yêu nhau. Mấy núi em cùng chiều lại yêu nhau. Mấy suối em cùng lời lại yêu nhau.
xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Hồ Phước xin kính chào bà con cô bác ạ. Đôi khi trông nhìn xem dung nhan đó bây giờ ra sao, em có còn đôi má đào như ngày nào. Kể từ khi vắng nhau em tấm vải lùa nhau, thương thâu đêm dân mộng xanh sao, anh có bề nào ai đón đưa em. Cuộc đời là vách trắng là dầu thương, em tiếng hát sáng mùa một mai mưa áo em áo mộng đường mềm gian nhỏ chân đêm. Đôi khi trông nhìn em xem đôi tay răng phong trần nấm, anh có còn mê sóng hồn qua từng mùa. Kể từ khi vắng nhau em như tấm vải lụa nhau, đêm thâu đêm tình gọn tương lai, em có bề xin cảm ơn rất nhiều ạ.
Thưa quý vị, để nối tiếp chương trình mà chúng tôi hân hạnh kính mời quý vị, chúng ta cùng đến với một tiếng hát của một ca sĩ trẻ đẹp. Không biết là u bao nhiêu, tôi quên mất tên là bởi vì đứng ở trên sân khấu chung với tôi gần 30 năm. Chúng tôi hân hạnh kính mời quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón nữ ca sĩ Nguyễn Cao Kỳ Duyên Dáng. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Nắng Cho Cầu Xuân, một sáng tác của Đức Trí. Hãy
Chuyện từ một đêm cuối đẽo một người tiễn một người đi đẹp tựa bài thơ nỡ giữa đêm sương nỡ tận tâm hồn. Chuyện một mình tôi chép xong tâm tình tặng người chưa biết một lần, vì trong phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi. Vào chuyện từ khi khoác bờ vai một mảnh áo dạ đường nẻo đêm sâu sâu tình yêu đầu, vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ yên dấu chân anh. Niềm thương mến đó bây giờ vang in đời, dù gió đua giạt dao còn đẹp như khi quen. Ai lớn lên không từng hẹn hò, không từng yêu thương, nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương. Mến những người chưa quen, một người ở lại đèn trăng gối mộng. Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai. Một người tìm vui mãi tận trời nào xa lạnh hồn đông. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông vào trong lòng, và một mình tôi chép xong tâm tình tặng người chưa biết một lần, vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở. Lòng trai
giữa mênh mông xót vào trong lòng. Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đâu em. Bà con cô bác ơi, có ai thấy cô ca sĩ của Quân hay kể giùm tôi. Quân ơi, em còn sống hay em đã chết? Anh đi tìm em đây. Quân ơi, em có biết anh và con nhớ em nhiều lắm không? Quân ơi, em có biết là thức trọn đêm nay đây nhớ thương em. Anh nghe từng yêu nhắc nhở em đi, nhớ từng nụ cười ăn mặc, nhớ lời ngọt ngào em, tóc em thơm giấc ngủ dịu. Biết giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu thức tỉnh trong lòng? Đêm tình bao thời gian đến, bóng hình người mình yêu bên ngôi nhớ gì? Hơn nhớ người Quân ơi, em đâu rồi em? Em còn sống em đã chết? Anh nhớ em nhiều lắm Quân ơi. Bà con cô bác ơi, có ai thấy cô ca sĩ Thục Quân chỉ giùm tôi. Quân ơi, em có biết là anh đã bao đêm bao ngày mong nhớ, ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Nhưng ai đã gây mối tình tan vỡ, để tình chung thủy nay đành em ơi. Tháng bảy mưa ngâu có cầu âu thước trên dài ngân hà, chức nợ hồi ngộ ngu lan sau một năm dài xa dân. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng, không hận gì ai gây cảnh đắng cay đầy. Và anh sống kiếp đang coi biệt dày đâu, khi đường tương lai mịt mà tâm tối mà lội đi về không có ngày mai, vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Quán tháng kêu gào biết cùng mãi xa kia thương sầu. Ôi người ơi, đớn đau trong lòng thương thành xanh, cô tàng trong sân bay. Thương thành xanh, cô tàng trong sân bay.
ngoài kia lắng phăng mưa bay, ở đây vô căng vô tay ngậm lòng ngỡ rằng anh mãi bên em, nhưng đâu ngờ trời đã chia đôi lòng anh đau xót biết bao, nhớ thương trọn đời chỉ có mình em. Quanh ơi em ở đâu em, anh đi tìm em đây. Hả? Ai, ai gọi tôi? Cục Quanh, trời ơi tôi đang tỉnh hay tôi đang mơ? Không, em về với anh bằng xương bằng thịt. Anh ơi mười mấy năm trời người ta chia cách, nay em về sum họp bên anh. Quanh, bao tháng qua trôi nổi phong trần, tới tà hoa xuân giữa mưa gió giang hồ. Đã khổ, khổ đau cùng thân, nhưng vẫn còn tình chung thôi, chờ mong dù đôi mắt của anh không còn nhìn. Tình băng giá mong có ngọn lửa hồng. Anh Dương ơi, Quanh ơi, anh cứ tưởng kiếp sau mình mới tròn nay em về đây thọ bao ước nguyện hãy đến đây em với bao niềm thương nỗi nhớ hãy đến đây em chăm lại tình xưa cho chiếu nắng ngân tình chẳng nghe chẳng chữ nồng say dù gặp gỡ hôm nay tì quá muộn màng. Nay em về rồi mình bên nhau mãi mãi, khơi lại lửa hồng bên biết đành tàn cho khổ nhiều rồi đừng khóc nữa em ơi, cố quên niềm đau mà vui hết quãng đời còn lại. Xưa cây đắng của ta niềm vui hạnh phúc nay bình yên trả lại cho ta son sa ân tình. Mẹ đây, mẹ đây về với con đi. Trời ơi, con của tôi vẫn còn cô
người sao răng ở lại chiều đời đắng cay. Tuổi thơ con chiều đỏ đầy từ khi tiếng khóc còn nằm trong núi. Bao năm mẹ đợi ngày này vui vậy đoàn tổ na thầy cũng đành. Quân ơi, mười mấy năm dài hạnh chắc già lang thang, chỉ thương con trẻ có làm chi nên tội mà chịu đò đầy trong kiếp sống ăn xin. Em về rồi anh hết sợ đơn côi, quãng đời còn lại tràn đầy sông. Dương ơi, một lại này em đợi ta. Một đời xuân tre lá thắm đã phai qua tàn biến, tình đã tan chút nghĩa còn mãi mãi trong tim em anh là vợ hiền chung thủy là hơi thở im điềm là anh xa tình ơi. Nhận lạc đàn tương tham thiệt mắt em nghĩ mây vẫn rơi. Hương xưa nay đã liền đôi mùa xuân mới hương đời nồng tay. Để đáp lại bà con cô bác, Quý Dương xin cũng gửi đến bà con cô bác mà hai câu vọng cổ trích đoạn trong vở tuồng 46 của nó trích đoạn trong Sự Tích Cây Biên Ương thôi mà 46. Mời bà con cô bác cùng lắng nghe. Xin mời bà con cô bác dành cho Quách Dương một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt. Cảm ơn quý vị. Em nói sao, em không còn yêu anh nữa. Phải, làm sao em còn yêu anh nữa. Vì nơi đây trong cuộc sống vàng son đã ru nàng ngủ say. Nàng đâu còn nhớ gì nơi bên nước Cẩm Giang, có hai kẻ đã yêu nhau cùng thốt lên lời thề nguyện, sống không xa nhau và chết chết cũng không rời nhau nữa. Vì sao? Vì tôi nghèo, tôi không có gì tất cả. Tôi nghèo, tôi không có gì tất cả. Tôi nghèo xác xơ. Tâm thân tôi chốn tên lạnh đỏ. Vì đâu ham gì, mơ gì cao sang. Người hãy chớ tham chánh chi thân phận. Quên tình nay đã phai. Phải mối tình kia đã nhạt phai. Vì kẻ nghèo trắng tay thì làm sao mơ đến một thiên đàng hạnh phúc. Xin trả lại ai kia những gì trong cây nêm. Rồi tôi sẽ ra đi đến một phương trời xa. Vì đã trắng ngang nơi đây lòng già, con người thấy đen đói trắng. Mặc áo lụa ngày xưa sờ phai màu sương nắng, nên người ta dội phát áo cao sang mà kêu hạnh giai muôn.
ơi. Miệng nói thủy chung mà không giữ nên lời đây cho con đò xứ không còn neo bên cô biết đến bao giờ giúp đỡ cách sang sông. Ôi thật đáng buồn cho những kẻ phù dông tham danh lợi mà không màng chi tới điều nhân không sợ tiếng mẹ kinh cô người đời mãi mẹ không sợ kẻ phản quan nhìn mẹ sẽ chơi thôi đừng nói gì thêm cho tình yêu tan dở đừng nói gì thêm buồn lắm người ơi tôi biết duyên tôi rồi tại sao tôi nghèo đơn bạc tu tình tôi thôi nói nữa mà chỉ cho thêm buồn người ơi cô ơi mỗi con người ngày ai cũng có khối óc cũng có trái tim nên ai cũng có quyền chọn cho mình một con đường và một lối sống vừa con giấy tôi không cùng chung lý tưởng làm sao một chung đường thôi có lẽ từ đây mình không bằng biểu dời nhau thà chia tay mọi người đi mọi ngà chắc có lẽ rồi tôi không dây qua phương ấy nữa khi kỷ niệm ban đầu vì ta đã cố tình quên. Cảm ơn bà con cô bác tại Cành Đông Thân Thương, cũng chúc bà con cô bác đi xem ca nhạc được vui vẻ hết chứ. Lớp tiên. Ôi, Quách Dương hát hay quá chứ Dương ơi. Dạ, bà con cô bác thấy anh Quách Dương hát có giống anh Châu Thanh không bà con bác? Dạ, đã quen gọi bạn là Quách Dương nhưng mà bạn em giới thiệu về mình đi Tài. Dạ, thưa bà con cô bác, em tên Tài. Dạ, bỏ nón xuống cho nó sáng sủa coi. Vậy thôi hả? Giới thiệu vậy thôi hả? Nhiều tuổi? Quê ở đâu? Năm nay có chồng con gì chưa? Quê ở An Giang. Dạ, chưa có chồng. Chưa chồng à? Sao có chồng được? Thằng trai đa thẳng mà có chồng gì hả? Đó. Bạn Tài cũng là một trong những thí sinh rất là ấn tượng của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ 2. Dạ, trong Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ 2 thì bà con bác rất là yêu mến cũng nhiều thí sinh. Tuy nhiên thì trong một cái chương trình mở màn thì Khương Dừa không thể tải hết được các thí sinh. Cho nên là hôm nay bà con bác sẽ xem một vài bạn thí sinh rồi các chương trình tiếp sau nữa thì mình sẽ gặp gỡ thêm những thí sinh khác nữa. Và đặc biệt là những thí sinh mà phải mưu sinh, có hoàn cảnh khó khăn. Khương Dừa mong muốn Khương Dừa đưa những bạn thí sinh đó đến với sân khấu Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn biểu diễn. Để thứ nhất là các bạn sẽ có cái thù lao từ hội quán. Thứ hai nữa là biết đâu may mắn thì các bạn mang theo sản phẩm của các bạn rồi các bạn giới thiệu cho bà con cô bác giống như bạn Thắng lúc nãy đó. Thì Khương Dừa nói cho bà con bác biết hồi nãy mà bạn Thắng biểu diễn như vậy, ngoài cái thù lao của hội quán thì cái số hoa mà bà con bác tặng như vậy thì chắc Khương Dừa nghĩ chắc bạn Thắng phải đi các tuần lễ á. Dĩ nhiên là một người thì gửi không có nhiều nhưng mà nhiều người thì giúp cho bạn rất là nhiều. Khương Dừa cảm ơn tấm lòng của quý bà con bác rất nhiều. Đa số quý khán giả của kênh Khương Dừa thì có một cái tấm lòng chia sẻ. Dạ cảm ơn. Rồi cảm ơn bạn Tài nha. Mở cái mắt kiến ra đi cho đi dễ. Hồi đó có nhiều bà con cô bác tưởng đâu bạn Tài là khiếm thị. Dạ nhưng mà tại các bạn vô cái vai của anh Quách Dương á cho nên là phải đóng như vậy. Rồi cũng không quên cảm ơn ba bạn nhạc công. Khương Dừa xin giới thiệu bà con cô bác, đây là bạn Trung và keyboard. Bạn Trung cũng là một trong những thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2, hát bài Thương Một Người Dưng đạt giải nhất. Bà con bác cũng rất là thương. Bên đây là bạn Nhi. Dạ, thường ngày của bạn cũng đi đánh nhạc nhưng mà giờ cũng ít sự kiện lắm. Cho nên là Khương Dừa cũng mong muốn cái sân khấu này nó sẽ được tiếp diễn hàng tuần để các bạn có một cái nơi biểu diễn và có cái thù lao. Dạ, còn bên đây là bạn Đức. Dạ, bạn Đức cũng chung nhóm với lại bạn Trung luôn.
Nãy giờ thì cho chương trình là các bạn biểu diễn thì cuốn hút quá cho nên là chưa có gửi lời cảm ơn tới ba bạn. Cảm ơn ba bạn rất là nhiều nha. Dạ, và lý ra thì chương trình của Khương Dừa hôm nay có khoảng 10 tiết mục thôi. Tại vì Khương Dừa chia sẻ ngay từ đầu là ngày mai bà con bác còn đi làm, nhưng mà Khương Dừa thấy bà con bác còn ở lại đông quá, còn muốn thưởng thức nhiều tiết mục nữa, cho nên là Khương Dừa mới mang bầu và mới đẻ ra thêm được mấy bài nữa, cũng hay lắm. Và bây giờ mời con bác đến với một tiết mục của một thí sinh mà Khương Dừa kêu là lão năm U80 đã xuất hiện trong tập 1 của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 với sự xuất hiện của bác Năm Gò Công. Một tràng pháo tay cho bác Năm bà con bác ơi. Dạ, bà con bác nào có thích nhảy thì mình lên sân khấu nhảy cùng bác Năm ạ. Oh, oh, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. Oh, love you more than I can say. Oh, 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 yeah, yeah. I need you every single day. Why does my life be with sorrow? Oh, love you more than I can say. I don't, you know I need you so. Tell me, see, I good to know. Do you make to make me cry? I just end with a guy. Oh, oh, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you twice as much as tomorrow. Oh, love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. Oh, love you more than I can say. Oh, oh, yeah, yeah. Anh luôn nhắc em ôi sao ngày quá dài. Anh luôn cứ mong em trong vòng tay mãi. Oh, oh, đôi ta có nhau cho đời thêm vui. Mà người yêu ơi xin em hãy nhớ. Nếu yêu anh xin em đừng rời. Con tim đã trao về người cho cuộc đời yêu em mãi thôi. Oh, oh, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. Oh, love you more than I can say. I love you more than I can say. I love you more than I can say. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn tiếng hát của chú Năm rất nhiều. Vâng, ở tuổi của chú mà còn sung như vậy là cháu chúc mừng chú ạ. Cảm ơn cao kỳ duyên mà duyên dáng. Dạ, xin chào nhé. Chú. Vâng, và kính thưa quý vị, tiếp nối xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Thao Thức Vì Em, một sáng tác của Lam Phương qua tiếng hát của ca nhạc sĩ Trường Sơn. Xin mời quý vị cùng nghe. Lời nói đầu tiên, Trường Sơn xin trân trọng kính chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn có mặt buổi tối ngày hôm nay. Lời chào trân trọng nhất. Dạ, thưa quý bà con cô bác, hôm nay đúng là Sơn chỉ phụ chương trình mình thôi mà thấy bà con đến rất là đông. Trước tiên là Sơn đến đây để cảm ơn quý ông bà cô bác đã ủng hộ cho Khương Dừa, một đứa em rất là tuyệt vời, một hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn ngày hôm nay. Để gửi lại lời cảm ơn này, Sơn xin phép hát tặng cho quý ông bà mình một bài. Dạ, xin quý vị cho em một tràng pháo tay lớn hơn nữa đi ạ. Dạ. Một ca khúc rất là quen thuộc, quý bà con thưởng thức, được mang tên Thao Thức Vì Em. Dạ, mời quý vị cùng nghe ca khúc này. Dạ. Dạ, xin quý ông bà cho băng nhạc của em một chào hối tay đi ạ. À, chỉ có Miệt Vườn mới có băng nhạc này thôi, rất là tuyệt vời. Dạ, cảm ơn. Hãy gần em, dạ,
cảm ơn cô bác rất là nhiều. Dạ, chúc cho cô bác là vui. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn quý ông bà cô bác. Dạ, hôm nay rất là vui, hạnh phúc lắm được ông bà cô bác thương. Thì bây giờ em muốn muốn hỏi quý ông bà cô bác có muốn nghe em hát với em trai Khương Dừa không ạ? Ẩn sao có muốn em hát với Khương Dừa không ạ? Các bạn ơi, sao có muốn em hát với Khương Dừa vỗ tay một tràng thật lớn đi không? Trời ơi, em chưa có học bài nào đâu mà hát anh. Em ơi, bây giờ là bà con thương em quá rồi, phải hát thôi. Hát không thuộc thì mình... Quý vị có cho Khương Dừa nhìn lời hát không ạ? Không, nãy giờ em ngồi đây em cũng ngứa miệng lắm. Em cũng hát theo, em không thuộc lời. Dạ. Nhưng mà tại vì nãy cái lá cây nó có cái bài hát nè. Cảm ơn. Dạ, trong cái lá cây nó có bài hát ở phía sau á. Dạ, cho nên là em nhìn lá cây em hát. Bài gì vậy cưng? Dạ. Bài gì vậy? À, nãy bài ở dưới quê mình mà, quê mình sông nhiều lắm. Wow. À, mỗi lần sang sông phải chờ, cho nên là có bài Bến Sông Chờ. Đó. À, bài này bà con mình lắm. Có thích bài hát Bến Sông Chờ không ạ? À? Nhưng mà về nè. Yeah. Dạ một lần nữa Khương Dừa xin cảm ơn tất cả quý bà con bác rất là nhiều luôn. Đã ủng hộ cho hội quán ngôi sao miệt vườn, ủng hộ cho các thí sinh. Một lần nữa thì Khương Dừa cũng gửi lời xin lỗi đến quý bà con bác vì hôm nay là sắp xếp chưa có được tốt lắm. Dạ về khâu tổ chức rồi cũng như là phục vụ. Dạ nhưng mà lần sau thì sẽ cố gắng phục vụ tốt hơn. Nhưng mà Khương Dừa nghĩ là với cái bà con bác yêu mến vậy thì Khương Dừa chắc chắn rồi cũng sẽ thiếu sót. Nhưng mà cũng hy vọng bà con bác sẽ bỏ qua. Dạ phía dưới sân khấu Khương Dừa có bà xã Khương Dừa với con gái Khương Dừa. Đó là cái niềm động lực của Khương Dừa trên mọi công việc. Chào ông bà cô chú con. Dạ rồi. Bà con cô bác thân mến, thì nãy giờ ban nhạc đánh từ đầu tới cuối giờ chưa có nghỉ ngơi uống nước gì. Mấy bạn sản xuất cho mấy bạn ban nhạc vài chai nước uống giùm anh. Rồi giờ anh sẽ nhờ ông chú của anh, ông trong xóm, ông đàn cũng là bằng một cái ban nhạc luôn, để cho anh với lại anh Sơn sẽ biểu diễn. Dạ mời chú Bảy ơi. Đâu rồi? Dạ chú Bảy, dạ con chào chú Bảy. Chú Bảy on. Chú Bảy có hát song ca với mình luôn dạ, hả sao? Chú Bảy on là nếu mà tiếng Anh là dịch là tiếng Việt là cái mà mở á, mở nguồn on off á. Yeah. Giờ chú dạ. Mới mở nè. Dạ chú Bảy chào bà con cô bác của chú Bảy. Dạ. Chú Bảy chào cô bà con cô bác đi. Chào. Dạ chắc trong hai ngày gần đây bà con bác có coi kênh Khương Dừa cũng có biết chú Bảy. Chú Bảy chú đàn bằng miệng. Dạ người ta đàn bằng tay còn chú đàn bằng miệng, còn là chú hát bằng đờn, không chú? Bà con bác cho anh Sơn một tràng pháo tay và cho chú Bảy ông một tràng pháo tay ạ. Khương Dừa thì rất là thích hát, rồi Khương Dừa làm rất là nhiều chương trình ca hát cũng như chương trình hài. Rồi trong những chương trình ca hát đó Khương Dừa cũng ngồi, rồi Khương Dừa học lớn được một xíu, cho nên là Khương Dừa hát thì cũng nghe cũng được thôi, nhưng mà cũng được bà con bác yêu mến thương. Cho nên là hôm nay trong cái ngày vui hôm nay, Khương Dừa xin gửi đến bà con bác cùng với anh Trường Sơn bài hát Bến Sông Chờ qua phần điểm đờn của chú Bảy On. Dạ xin mời ạ. Luôn. Dạ thôi bà con mình sẽ xuống gần dưới đây mình hát cho vui đúng không quý vị? Dạ. Tôi về đây thăm lại người yêu cũ. Dòng sông xưa sao vắng lặng chuyện đò. Em đâu rồi cô lái đò xinh xắn, lòng bâng khuâng thương nhớ chuyện ngày xưa. Một chàng pháo tay cho cô vừa đi coi quý vị. Dạ dạ cảm ơn nhiều. Tôi trở về thăm em bao tháng năm bài đơn xưa xa, dòng sông xanh nắng kỷ dấu cài đôi mình đưa tiễn lời hẹn để ước trao dẫu xa xăm xinh đừng phụ
nhau. Trăng còn sáng soi sông, em giữ bình lòng cho dù tháng năm dần trôi. Nay người tình xưa đâu hiểu hát bên trăng buồn trôi. Sang giang bóng đô đại đò để buồn cho ai xót xa đầy chơi. Tìm hỏi người quen cô đái đò giờ sang bóng tình em có chồng gì người xưa. Sẽ đến tìm tôi trong ngày đêm nhớ thương người hơi. Ước mơ quay về câu đã dừng lại. Gió mưa trong lòng đã lạnh buồn tim người ơi thấu chẳng. Hãy cô đại đò sao đành đồng quên ta sao đò 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 bỏ người tình xưa bước đi theo chồng dòng sao nay người tình xưa đâu tao hát lắm chẳng đường soi sao đâu giang bóng đô đại đò để buồn cho ai xót xa đầy chơi. Tìm hỏi người quen cô lái đò giờ sao bóng tình em có chồng về nơi xưa. Sẽ tìm tôi ngày đêm nhớ thương người hơi. Quay về câu đã dừng nhau. Gió mưa trong lòng nghe lặng buồn tim người ơi thấu chẳng. Mệt chưa chú? Chú bị đuối. Chú mệt chưa? Hả? Dạ. Dạ hay bây giờ kêu băng đàn băng nhạc đi nghỉ rồi chú đàn luôn ha. Chú đàn đây tới 12 giờ chú về. Dạ quý vị thấy tiết mục này có hay không? Bộ bảy hả? Dạ. Bảy đàn hay quá. Bây giờ là nhiều khi tiếng hát với tiếng đàn nó dập lại. Nghe nó chưa đã. Bây giờ một mình bảy đi. Cho có đẩy. Bảy đọc tấu luôn. Bảy đọc tấu. Dạ. Đọc tấu riêng. Cho bảy đọc tấu một cái bài để bà con bác cùng thưởng thức ha. Nói chung cũng lạ lắm à. Bảy là ở Việt Nam có mấy người như bảy mà đàn được bằng miệng. Bảy ông nào giờ cũng lên nhiều chương trình tình hình thành phố, cũng nhiều chương trình lắm Cần Thơ là không có gặp người nào thứ hai. Tính ra bảy là cũng lạ hả ông bác. Ở xóm con có ông kia cũng hay lắm, ông có biệt tài, ông ăn cơm bằng miệng á, giỏi lắm. Chú bảy ăn cơm bằng miệng được không? Sao? Chú bảy ăn cơm bằng miệng được không? Ăn cơm bằng miệng hả? Vậy được hả? Dạ. Vậy là ông không có gì đặc biệt. Vậy ông nói con là tao đặc biệt lắm, tao ăn cơm bằng miệng. Dạ. Giờ chú Bảy đàn cho bà con bác nghe một tuần cải lương luôn nha. Rồi, dạ. Dừng sân khấu cho chú Bảy nha. Dạ, xin cảm ơn bà con bác. Con dừng sân khấu là cho chú Bảy đọc tấu cho cô bác mình nghe. Một mình tôi chỉnh cho nhà cái mì chùa. Dạ, chỉnh nhạc lớn lên. Dạ, mời bà con bác. Chỉnh cái mì. Một tràng pháo tay cho chú Bảy ông với một bản vắng ạ. Cảm ơn. In.
Nãy giờ bảy ông cũng có đờn rồi, bây giờ cũng bảy ông ca khúc đờn một khúc anh em chị mình ha, là Lý Con Sáu, bạn là dẫn Lý Con Sáu. Bảo xin ơi, đêm nay đi vô cánh trường cô liêu, ta gói đầu trên giấc ngô tìm yêu, để yêu em được trọn lòng, không mang cách bờ hơi biên thì sau đêm này ngàn đêm nó thôi, anh vẫn yêu vẫn yêu mình em đã ta đã 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 đã. Xin cảm ơn tiếng đàn của ông Bảy. Cảm ơn chú Bảy và chúc chú Bảy sức khỏe. Sau này có nhiều cái tác phẩm nghệ thuật để đời cho quý vị khán giả chúng ta chiêm ngưỡng. Kính thưa quý vị, chúng ta lại trở lại với chương trình văn nghệ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta cùng đến với một nhạc phẩm rất hay. Ca khúc được mang tên là Câu Chuyện Đầu Năm, qua hai tiếng hát thật nồng nàn, Lê Ni và Hữu Phước. Gia đình luôn hạnh phúc vui.
duyên vừa đẹp ý đắm say ôm nàng xuân đẹp vào xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền vì thư thăm bạn hiền một lời nguyện xin chớ quên mong đầu năm cuối năm gặp dài rồi. Bây giờ mời bà con bác đến một tiết mục cuối cùng của chương trình hôm nay được mang tên Đêm Giao Thừa, nghe một khúc dân ca. Quý bà con bác rất là nhiều.
nhiều. Dạ, tiếp mục Duyên Giao Thừa nghe một khúc dân ca cũng kết thúc chương trình hôm nay. Khương Dừa cũng hy vọng bà con bác sẽ yêu thương Khương Dừa, ủng hộ hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn, ủng hộ các bạn thí sinh Ngôi Sao Miệt Vườn. Ngày 5 tây tháng 1 thì Khương Dừa sẽ tiếp tục tổ chức một cái chương trình văn nghệ nữa với sự tham gia của nhiều anh chị em nghệ sĩ và các bạn thí sinh Ngôi Sao Miệt Vườn. Hy vọng quý bà cô chú anh chị sẽ đến đông và đông hơn nữa để ủng hộ chương trình ạ. Bây giờ thì cũng còn sớm nhưng mà tại mai còn làm cho nên thôi chương trình tới đây kết thúc, để bà con bác còn về nghỉ ngơi đường xá xa xôi, để mai mình còn đi làm nữa, đi làm sắp Tết rồi còn phải lo đủ thứ. Hy vọng bà con bác sẽ vui lòng bỏ qua những cái sơ sót của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn nha. Còn bây giờ thì chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại tuần sau. Cảm ơn nhiều, cảm ơn các bác nhiều. Bà con bác nào chưa có về thì có ở lại uống cà phê giao lưu chụp hình ạ. Còn bác nào có công việc thì có về trước. Dạ, chương trình văn nghệ tạm thời kết thúc nhưng mà mấy em chưa về đâu. Dạ.